Thì có những cái người mà bán vé số người ta thuê nhà, mà bây giờ không bán vé số người ta không có tiền đã trả tiền nhà, ngoài ra người ta không có cơm ăn. Vì thế cho nên cái chủ trương của chúng tôi liên hệ với công ty sổ số Kinh Thiết đồng ý tiếp tục nấu cho bà con của mỗi ngày hiện nay 184 suất ăn này thì chỉ có 12 suất chay. Tuy nhiên mình vẫn suất chay cho bà con ăn từ sáng 9 giờ đến 12 giờ. Bà con đi lai rai đến, một người lãnh 2 phần, 3 phần và lãnh suốt. Mình duy trì hoạt động này đến khi nào mà nhà nước cho phép học sinh trở lại đi học và vé số và được đi bán, thì lúc đó vừa vé số và vừa học sinh ăn thì trên 200 suất ăn. Dạ thì có cơm ăn vé này cũng đỡ lắm chứ hồi xưa thì hồi không có cơm đây á là tụi tôi ăn mì gói không, sáng đi tới chiều tối tôi mới về, đâu có ở nhà. 4 giờ 5 giờ sáng tôi đi rồi tới 6 giờ tôi về, thành ra cơm rồi đâu có nấu được.